Dự án CISA, CISA đi tới sau một CISA mà thông báo mê mê. Chủ yếu về tập trung đầu tiên trên thế giới, CISA là gì? Dự án CISA là một dự án dựa trên mê mê chủ yếu sử dụng tác phẩm nghệ thuật của NFT để thúc đẩy những người yêu động vật, nghệ sĩ và người bảo vệ quyền động vật, bao gồm cả những dự án hỗ trợ phát trại động vật và nơi trú ẩn cho động vật khuyết tật. Thông nomic của CISA token vừa cung cấp tối đa là 1.000.000 CISA, tên CISA, mục đích mê mê, platform, đáp, thể mê 40%, hệ sinh thái 25%, tính thanh khoản 15%, danh sách trao đổi 10%, tiếp thị 10%, đội ngũ và sự phát triển trong tương lai, lộ trình giai đoạn 1 phát triển mê dự án khởi đầu, danh sách theo dõi giá, Convexco, Comic Cap, danh sách giả lưu dịch khi tập trung đếp, từ tiếp thị động cộng đồng như T6, tiếp thị thúc đẩy để truyền bá nhận thức, tiền thưởng giai đoạn 2, cầu nối chủ treo. Sự giai đoạn 3, kiểm toán xe tích về các hợp đồng thông minh bổ sung trong danh sách trên sàn giao dịch tập trung lớn sẽ thúc đẩy tiếp thị có ảnh hưởng giai đoạn 4, đặt cược, tiện ích hệ sinh thái CISA, thêm mô me, khai trương hàng, hóa CISA, những món quà lưu niệm đáng kinh ngạc trên khắp thiên hà. Giai đoạn 5, bộ sưu tập mặt nạ CISA, hộp thần bí bị biến thành những anh hùng độc nhất vô nhị, cái mà bạn điều khiển trong một vũ trụ không gian do trò chơi hóa dự án. Giai đoạn 6, CISA là web V2. Thông báo chính thức của thành viên hội đồng người nổi tiếng giai đoạn 7, CISA mở rộng đội ngũ tiếp thị, khoản tích hợp hợp đồng thông minh an toàn 1, ví nền tảng Multisig, mô hình kinh doanh để thanh toán core nhà sản phát triển. Giai đoạn 8, thẻ tín dụng cho tiền điện tử trực tuyến trên trang web của chúng tôi, phát hành NFT Make It Black. Giai đoạn 9, mở rộng thị trường mới nổi sau kim, một sao hóa CISA Bay, hệ sinh thái thanh toán, khởi động không gian phim hoạt hình CISA sau, cách mua CISA bước 1 để cài đặt MetaMask cho Chrome, mở Google Chrome của bạn và truy cập MetaMask.io, tải xuống tiện ích mở rộng MetaMask Chrome và thiết lập ví trên thiết bị di động, tải ứng dụng MetaMask trên iPhone hoặc Android, quyển 2 BNB và Zermatt TeamMark, chuyển BNB sang ví MetaMask mới từ ví hiện có của bạn, ví dụ chất Quest hoặc mua BNB trực tiếp trong bộ MetaMask, mua CISA trong 4 bước đơn giản. Bước 3, kết nối với CISA, nơi an toàn nhất để mua CISA là trên CISA, khi cập CISA và nhấp vào kết nối ví MetaMask để yêu cầu chữ ký của bạn, hãy tiếp tục và ký tên. Bước 4, hoàn đổi BNB lấy CISA tại cửa chuyển giao của bạn thành 3-4% và nhập vào số lượng BNB bạn muốn hoán đổi cho CISA. Cộng đồng của chúng tôi, chúng tôi không cố gắng trở thành người đầu tiên, chúng tôi là người đầu tiên. Câu hỏi thường gặp, CISA khác với các đồng meme khác như thế nào? CISA là một xu meme vô lý được tạo ra để thu hút sự chú ý của công chúng. CISA là một dự án nghệ thuật của NFT được tạo ra để tạo ảnh hưởng và phổ biến thông tin bằng cách sử dụng NFT để khuyến khích sự hợp tác của những người ủng hộ động vật và các nghệ sĩ. Lợi ích khi tham gia CISA là gì? Chúng tôi đang có kế hoạch phát hành bộ sưu tập mặt nạ CISA của mình, sẽ hợp tác chặt chẽ với các sự kiện từ thiện dành cho động vật. Trò chơi hóa dự án là gì? CISA Coin được tạo ra với mục đích duy nhất là phục vụ thế giới, không giống như meme của các đồng tiền. Chúng tôi hướng tới mục đích vượt ra ngoài việc chỉ là một xu hướng của meme. Chúng tôi muốn tạo ra tác động đến cuộc sống và chăm sóc cho những người bạn tốt nhất của con người bằng cách sử dụng hệ sinh thái blockchain. Do đó, chúng tôi sẽ nghĩ ra một trò chơi liên quan trực tiếp đến nghệ thuật NFT. Cây cầu hoạt động như thế nào? Cây cầu sẽ được sử dụng để di chuyển các đồng tiền từ chuỗi khối này sang chuỗi khối khác. Việc phát hành mã thông báo của chúng tôi sẽ không thay đổi. Nhiều blockchain sẽ được kết nối với cây cầu của chúng tôi trong tương lai. Tại sao tôi cần một cây cầu? Chúng tôi sẽ triển khai cầu CISA trên các blockchain khác nhau. Vì sự thuận tiện của cộng đồng của chúng tôi, điều này giải quyết vấn đề về khả năng mở rộng tối ưu hóa phi, cũng như sự tiện lợi khi sử dụng blockchain hoặc ví yêu thích của bạn. Mỗi người có sở thích riêng của họ. Các blockchain khác nhau có những lợi ích khác nhau. Hiện tại chúng tôi đang có kế hoạch kết nối các blockchain. Video của mình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.